Mày chạy vậy hả mày? Ôi trời, ông ơi, ông có sao không hả? Bà không, bà có sao không? Không sao. Cũng nhanh thật á. Giống như Superman luôn á, ngầu thiệt á. Mình vô đi ông. May mà lúc đó có ông á, không thì tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Bây giờ nghĩ lại, tim tôi vẫn còn đập thịt thịt đây nè. Nói thiệt chứ tôi mới bắt được cái thằng đó, tôi bẻ lõi giò nó luôn á. Không những lúc đó nha, ông phản ứng nhanh thiệt đó. Cái đó người ta kêu là bản năng sinh tồn. Lúc đó thực sự không thể nào đoán tuổi của ông đó. Nhớ là cái hồi mà ông chạy ra khỏi phòng thí nghiệm đó, cũng y vậy đó. Thể lực của ông tốt thiệt. Nói em phải khoe, có lần đi khám á, bác sĩ nói là cái tuổi mà sức khỏe của tôi á là cỡ 40 thôi à. Thiệt vậy à? Thiệt. Nếu mà so về thể lực thì ông nhỏ hơn tôi đó. Ô chết cha, vậy là tôi phải gọi bằng chị Liễu đó. Được, vậy kêu chị đi. Mà hỏi thiệt, bí quyết của ông là gì vậy? Nói cho tôi biết đi nè. Hứa là sẽ không nói cho bất cứ ai đâu. Bí quyết hả? Phải. Có bí quyết. Mỗi sáng thức dậy, tôi đều tập một bài thái cực quyền. Bài quyền này giúp cho khí huyết trong cơ thể luôn lưu thông tốt. Tôi đã tập luyện khá lâu và đều đặn, nên tôi luôn tự tin về sức khỏe của mình. À, ra là vậy. Ôi trời. Nè, nghe tiếng thả bom của ông là biết thể lực của ông như thế nào rồi đó. Đó là cái dẫn chứng xác thực và cụ thể nhất. Nhờ vào bài quyền đó phải không? Alo, tôi nghe đây. Hả? Đang khỏe mạnh, sao tự nhiên là như vậy? Tôi cũng không biết nữa. Mới năm ngoái thôi vẫn còn minh mẫn và khỏe mạnh mà, giờ thì đã ra đi rồi. Thôi, bà nghỉ ngơi một chút đi. Từ đây tới đó còn xa lắm. Ông nè, sao ông cho tôi đi xe ngoài? Ông chở tôi đi như vậy á, sẽ mệt lắm đó. Ôi, đâu có được. Trời ơi, làm sao tôi yên tâm? Với lại, chuyện của bà là chuyện của tôi mà. Cảm ơn ông nhiều nha. Cảm ơn cái gì mà cảm ơn. Thôi bây giờ á, bà chợp mắt ngủ một chút đi. Tới đó là coi như là mình thức trắng đó. Ông mệt lắm rồi phải không? Không, không. Bình thường, tôi bình thường. Sao ông không kêu tài xế đến? Đi suốt cả đêm qua, dĩ nhiên là mệt rồi. Buồn ngủ là đúng rồi, còn gì? Làm gì buồn ngủ không? Tôi sao buồn ngủ được? Không mấy tôi mở radio cho bà nghe nha. Trời ơi, chứ con gì mất kêu vậy? Giờ thứ ba mới về à? Ủa? Ba về rồi hả? Nhìn ba có vẻ mệt lắm hay sao? Mắt mở không lên, đi lảo đảo vậy ta? Sao mà không mệt? Thức hai ngày trời ở đám tang người ta mà biểu sao không mệt? Ba lớn tuổi rồi mà làm như là sức còn thanh niên vậy. Ba ơi, ba ơi, ba. Ba ơi, mấy bạn quyết toán này bị trễ rồi, ba ký giùm con nha. Ba ơi. Ba ơi, ba. Ba.
gì đó. Ba. Cái gì? À, mấy bạn quyết toán này bị trễ rồi, ba ký giùm con nha. Con. Dạ, ba. Đi đỡ. Dạ con đỡ nè, tại ba nặng á. Rồi. Dạ. Ừ, lột lột ba đôi giới đi con. Ba không bỏ đôi giới luôn hả? Ba. Ba. Ừ. Ký giùm con đi ba. Thì đưa bạn quyết toán đây thì tao mới ký. Bạn quyết toán ba đang cầm đó. Cái gì? À cái viết. Nè đây cái viết đây ba. Ba vẽ gì vậy? Ba. Ủa anh. Ừ? Ba đâu rồi? Hồi nãy anh thấy ba vô toilet mà. Trời đất ơi, nãy giờ luôn rồi hả? Ừ. Đi vô kêu ba giùm em coi. Coi giùm ba coi. Trời ơi, sao ba lại ngủ ở đây? Cái gì? Yếu còn ra gió nữa. Anh làm ơn đi, đi vô kêu ba dậy đi. Cái gì? Anh kêu hả? Chứ không lẽ là em. Mau lên. Nhà này không có tôi không làm được gì thiệt. Ba ơi. Ba. Sao ba ngủ đây hả? Ba đang ở đâu? Ba đang ở một cái nơi chật hẹp nhất trong ngôi nhà này. Đó là toilet. Ba. Hey. Con đưa ba vô phòng ngủ nha. Cái thằng giờ này mà ngủ gì? Ba đang ngủ mà. Ba đâu có buồn ngủ đâu. Thôi thôi mày đi ra đi. Không ngủ hả? Không ngủ. Bắt mở à. Đi. 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 Ủa, ba đâu em? Em mới nấu tô cháo, pha cho ba ly chanh nóng. Mà ba nói ba mệt quá, ba dậy không nổi. Đâu, để ba ngủ một chút, ba dậy ba ăn. Như vậy thì còn cái gì mà ngon nữa? Thì hâm lại chứ có gì đâu. Thiệt tình. Ủa? Chào cả nhà. Cô mới tới. Ủa, em chào cô. Thôi, chào cô qua. Ủa, ba mới tới chơi hả? Ba. Hả? Ba nói ba mệt mà sao dậy nhanh vậy? Ba vô trỏng ba ngủ đi. Mệt đâu mà mệt. Sao mà không mệt được? Con kêu ba vô trỏng ngủ đi mà. Bắn mai bắn mặt kêu ngủ ngủ hoài. Ông à, ông đã về lâu rồi sao vẫn chưa đi ngủ vậy? Một tiếng đồng hồ rồi, tôi ngủ một tiếng đồng hồ, ngủ xong rồi tỉnh lắm. Như sao ngủ. Đúng rồi, ba con tỉnh lắm. Tỉnh tới nỗi ngủ gục ở trong toilet luôn á con. Cái con này, người ta ngủ, ta nhắm mắt, ta để đó, ta suy nghĩ. Ông à, trên xe tôi ngủ được dài giấc. Còn ông á, có ngủ được chút nào đâu, sao chịu nổi hả ông? Không sao, không sao, sức khỏe tôi tốt lắm. Không buồn ngủ nữa, qua đây ngồi. Ba à, con thấy ba mệt lắm rồi đó. Hay là ba vô trong ba ngủ một giấc đi ba. Cô qua đây đúng đó. Tôi nói là tôi ngủ một tiếng đồng hồ rồi. Không ai mà ngủ ban ngày ban mặt hết. Ai, sao kỳ quá. Ông à, tôi có nấu một ít cho bầu ngư cho ông ăn tẩm bổ. Ông đi ngủ đi, rồi dậy nhớ lấy ăn nha. Đâu cần, ăn liền ngay bây giờ luôn. Ba, hình như hồi nãy ba nói với con là ba mệt quá, ba ăn cháo không nổi mà. Bây giờ tự nhiên nó đói bụng đi. Giờ con làm ơn con vô không mà xớt cho ba nghe. Ba đi ngủ đi mà ông, dậy rồi hẳn ăn. Con thấy là ba nên đi ngủ đi rồi dậy ăn. Ủa sao mấy người này kỳ quá, tôi nói tôi không buồn ngủ thì bắt tôi đi ngủ là sao? Thôi hâm cháo cho ba đi, ba đâu có hâm cháo đi. Dạ. Phải rồi, cháo con thì không ăn, cháo người ta thì mới ăn. Dạ, sao nó cứ lem bem qua. Ba đừng ý tới cổ cậy đi. À ba, một chút có đi toilet á, nhớ kêu con nha, để con người đánh thức ba dậy. Nè, ông không sao thiệt chứ? Không sao, tôi không sao. Không cần phải đi chợ đâu, ở nhà có đồ ăn rồi con. Con cứ ở bển chơi đi, xong việc.
Bà, trời ơi, cái gì thấy ghê quá vậy nè. Ông bà, ngồi xuống đi ông. Cô, ăn trái cây tráng miệng đi cô. Cảm ơn con. Bà, con thấy hay là bà đi vô ngủ đi. Hồi nãy bà ngủ gục ở trên bàn ăn rồi đó. Bà, để con đưa bà vô phòng ngủ nha. Ngủ gì mà ngủ, tối bà không có sao mà. Con thấy bà nên đi vô phòng ngủ thì hơn á. Hồi nãy là ba vừa ngủ vừa ăn ở trong bếp kìa. Tôi nói là tôi không có sao hết. Ông à, tôi nhỏ nói đúng đó. Vô ngủ đi lấy lại sức đi ông. Bà yên tâm đi, đừng có lo. Tôi đã từng nói với bà sao, cái tuổi sức khỏe của tôi á là cỡ cái người 40 thôi. Có một câu này mấy chục năm nói hoài vậy trời. Thôi được rồi, rồi ăn miếng thôi, một miếng rồi vô ngủ nha. Ông hứa đó. Rồi hứa. Trời ơi, buồn ngủ chết đi được. Sao con mắt nó mở không lên vậy nè. Ăn cẩn thận đó. Ừ, nhìn yeah. Cái dĩa thanh long này mới nhớ nha. Hôm bữa anh đi Tiền Giang về á, đi dọc đường á, thấy người ta bán thanh long quá trời luôn. Anh tấp vô anh mua 100.000 bán nguyên bọc chà bá luôn á. Chắc thanh long vườn người ta đem ra người ta bán. Ngọt ghê. Ừ. Trời ơi, ba ngủ nữa hả? Đã nói rồi mà, kêu bà đi vô phòng ngủ mà lại không chịu. Thôi để con đưa ba vô phòng nha. Ờ khoan, đừng đánh thức ổng dậy nha. Cứ để như vậy rồi từ từ đưa vào phòng nghe con. Ờ cũng được, nhưng mà ba con đang ngủ mà ngậm miếng thanh long kiểu đó nuốt miếng chảy hứng không có kịp đâu á. Con lấy ra. Hết muốn ăn thanh long luôn. Ba ơi. Ba ơi ba. Ngủ rồi hả? Ba ơi, chị ăn cơm nè ba. Ba ơi ba. Ba ơi. Hả? Chưa dậy nữa hả? Ba ngủ rồi, kêu hoài không dậy nè. Thiệt tình luôn á mời. Ngủ tới giờ này chưa dậy nữa. Vậy chứ hả, tuyên bố với người ta hay lắm. Sức tôi đâu chỉ chừng hả thanh niên 40 tuổi thôi à. Với một người lớn tuổi như ba tôi thì việc thức suốt 2 đêm liên tục làm sao mà chịu nổi. Vậy là ba tôi đã ngủ mê man suốt 21 tiếng không biết trời trăng là gì. Cho tới 4 giờ chiều ngày hôm sau ba tôi tỉnh dậy. Ôi bà cũng hiểu rõ tôi mà. Nói thiệt với bà nha, tôi giống như là thanh niên vậy đó. Chỉ cần hả một chút xíu thôi, chớp mắt chút xíu thôi thì ôi chui choa nó tỉnh ráo rạo luôn á. Đợi chút xíu đổi tay. Biết sao không, có bao giờ mà nghe là vừa tập Thái Cực Quyền mà vừa nói chuyện với người yêu không? Có, tôi đó. Yên tâm. Mà công nhận thể lực của ba tôi ngộ nghĩnh thiệt. Vừa mới thức dậy múa được vài đường Thái Cực Quyền là lại nằm xuống ngủ thêm 17 tiếng nữa. Hey, bó tài.